Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 sau 0 giờ ngày 29 tháng 6. Chiều ngày 28 tháng 6, trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 2, dự kiến kết thúc vào 0 giờ ngày 29 tháng 6. Trước thời điểm kết thúc thời gian giãn cách xã hội đợt 2, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm biện pháp tiếp theo của thành phố để chống dịch trong thời gian tới. Trong đó, nhiều người thắc mắc về việc có tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu hay không. Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố sau 0 giờ ngày 29 tháng 6. Ông Dương Anh Đức nói rằng, chỉ thị 10 không có thời hạn thực hiện, sau ngày 30 tháng 6, thành phố vẫn áp dụng phương án này. Như vậy, từ 0 giờ ngày 29 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp của chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và trong đó, có giải pháp mạnh như dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát. Ngoài ra, không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.